chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh móc len của Mimi Handmade. Hôm nay Mimi sẽ hướng dẫn cho các bạn móc một cái đôi giày chuột đáng yêu như thế này nha các bạn. Và các bạn có thể là phối màu cho bé trai và bé gái á. Khi mà các bạn móc cho bé gái thì các bạn sẽ móc màu hồng hay là màu trắng hay là màu xanh gì đó để cho cái đôi giày chuột này nó dễ cưng hơn ha. Còn bé trai á, thì các bạn có thể là phối màu nâu nè, màu trắng nè, màu xanh đen nè. Hoặc là màu đỏ như thế này cũng được nè các bạn. Thì với cái đôi giày này nè, Mimi đã móc rất là nhiều lần cho các bé rồi, cho nên hôm nay là Mimi sẽ hướng dẫn cho các bạn móc một cái đôi giày cái kiểu đơn giản như thế này nhưng mà mang ý nghĩa là cho bé chuột ha các bạn. Đây, tổng quan cái mặt sau của mình nè, thì mọi cái ở trên cái đôi giày chuột này đều bằng len trừ cái hai hạt nút ra ha các bạn. Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cụ thể luôn á. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu nha. Ở đôi giày này thì chúng ta sẽ chọn cái mặt đế là màu đỏ nha các bạn. Thì các bạn có thể là hoặc là các bạn làm đơn màu hoặc là các bạn làm hai màu giống như mình nha. Mình phối là đế màu đỏ. Rồi ở đây là màu trắng nè. Dây quai là màu đỏ, viền màu đỏ, hai lỗ tai màu đỏ nè. Và một ít màu đen để mà chúng ta sẽ làm mắt và gâu nha các bạn. Ở đây thì chúng ta sẽ không có dán mắt giả vô mà chúng ta sẽ tạo hình bằng len. Chỉ có một cái hạt nút gỗ này thôi nè. Và các bạn chuẩn bị cho mình hai hạt ha. Rồi, màu của mình thì màu mình chọn màu trắng kem á các bạn. Mikoton mã số 1 nha. Và ở đây màu đỏ thì mình dùng màu đỏ tươi á. Mã màu là số 10 cũng Mikoton luôn nha các bạn. Kim khâu len, kim móc hai đầu số 3, 4 và sử dụng đầu số 4. Kéo cắt len. Mình đã móc sẵn một cái mẫu mặt đế còn lại nè các bạn. Các bạn có thể là tìm video móc cái đế giày bằng len này ở trong một video của mình nha. Mình hướng dẫn rất là chi tiết và cụ thể chia mũi móc cho các bạn từ cái size mà 8.5cm đến 14cm luôn đó các bạn. Và từng cái size đó mình chia cái mũi móc ra rất là rõ ràng luôn. Các bạn sẽ tìm trong một video hoặc là các bạn sẽ nhắc vào phía dưới phần mô tả. Mình sẽ để cái link sẵn ở phía dưới để các bạn tìm và các bạn tham khảo cái mẫu mặt đế này nha. Còn bây giờ hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái mẫu mặt đế là 10.5cm. Thì ở dưới cái mẫu này nè thì mình đã móc rất là nhiều cái mẫu này và mình trang trí nhiều loại khác nhau. Nhưng ở cái video này nè thì mình sẽ hướng dẫn lại cho các bạn để cho các bạn nắm rõ hơn luôn nha. Bây giờ các bạn chuẩn bị cái len màu trắng cho mình. Và ở mẫu mặt đế này 10.5 thì chưa có tập đi á các bạn, cho nên là mình sẽ không có dán cái đế chống trượt mà mình sẽ để cái mặt phải này nè xuống phía dưới và mình sẽ để cái này nè ở phía trong cái lòng bàn chân của mình nha. Thì mình sẽ để như gì để mình móc chứ không phải là mình móc như thế này ha các bạn. Rồi các bạn sẽ đâm kim vào cái nhánh ở bên ngoài này nè các bạn. Thì ở cái chân móc của mình có nhánh trong và nhánh ngoài thì các bạn sẽ đâm kim vào cái nhánh ngoài. Ở đây là cái chỗ cắt len của mình nè, cái chân kế bên nha các bạn. Cái nhánh ngoài nè mình sẽ đâm kim vào đây. Các bạn lấy len cho mình, len màu trắng, các bạn sẽ kéo len qua. Khi các bạn lên phần thân á, cái mẫu nào cũng vậy, các bạn cũng sẽ đều làm ở cái nhánh bên ngoài để mà nó sẽ phân biệt được cái đế giày nó sẽ nằm ở phía dưới và cái thân giày nó sẽ nằm ở phía trên. Nó sẽ như thế này nè các bạn, nó sẽ chia ra nha, chia ra. Chứ nếu mà mình móc vào cả luôn cái chân móc á, cả cái chân móc luôn á thì nó sẽ bè ra chứ nó không có lên cái thân được. Các bạn móc lên cho mình 1, 2 móc xích nha các bạn. Ở đây cái mẫu mặt đế này cái hàng cuối của mình á là mũi nửa kép. Nếu mà hàng cuối của các bạn là cái mũi đơn á, hoặc và cái mũi nửa kép á, hoặc là cái mũi nửa kép thì các bạn lên phần thân là mũi nửa kép. Nếu mà cái hàng thứ ba này nè các bạn size lớn hơn mình á
Các bạn làm là mũi kép đơn. Thì lên phần thân, cái hàng đầu tiên các bạn móc cho mình là mũi kép đơn cho mình nha. Tại vì sẽ tăng cái chiều cao của cái phần thân lên nha các bạn. Ví dụ như nếu mà các bạn móc mà cái size mà 12, 12.5, 13 đó, mà các bạn vẫn dùng cái mũi nửa kép như thế này thì không có đủ cái chiều dài cái phần thân thì sẽ không được ha các bạn. Đó là một cái số lưu ý cho các bạn. Rồi, khi lên được hai móc xích các bạn quấn len, đâm kim vào cái chân móc đầu tiên này nè các bạn, cái chân móc mà mình móc mũi dời á nè, kéo len qua và tạo cho mình một mũi nửa kép. Rồi các bạn kéo cái sợi len màu trắng này lại nè, rồi các bạn lại đâm kim vào cái chân móc thứ hai á, kéo len qua và vào nhánh trong nha các bạn, và nhánh ngoài á nha, làm một mũi nửa kép. Các bạn cũng nẹp cái sợi len thừa vào trong cái mũi móc luôn. Rồi, cái hàng này chúng ta làm mỗi cái chân mũi là mỗi mũi nửa kép nha các bạn. Mỗi chân mũi là mỗi mũi nửa kép. Móc như vậy cho tới cuối hàng luôn. Rồi các bạn móc cho tới cuối hàng nha. Khi các bạn móc đến cuối hàng thì các bạn cũng sẽ trượt mũi vào cái chân móc đầu tiên này cho mình nha. Kéo len qua và tạo một mũi dời. Lên hàng thứ hai, các bạn lên cho mình hai móc xích, đâm kim vào cái chân móc vừa làm cái mũi dời á các bạn. Rồi, móc lên một mũi móc kép. Ở tất cả các size, cái hàng thứ hai và cái hàng thứ ba móc giống nhau hết nha các bạn. Móc giống nhau ở phần thân, ở hàng thứ hai và hàng thứ ba. Bây giờ các bạn sẽ móc cho mình mỗi chân móc là mỗi mũi kép đơn. Đến cái điểm nào thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ móc mỗi chân móc là mỗi mũi kép đơn. Đây các bạn, các bạn thấy mỗi cái size của chúng ta, mỗi cái size của chúng ta đều có ở hàng thứ hai của cái mặt đế nè, đây đều có 7 cụm hai chân móc cùng một chân, đúng không các bạn? Đây, 1 cụm, 2 cụm, 3 cụm, 4 cụm, 5 cụm, 6 cụm và 7 cụm. 7 cụm ở đây. Bây giờ khi các bạn móc cái mẫu này thì các bạn hãy luôn luôn nhớ cho mình, cái hàng thứ hai thì cái chân, hai chân móc cùng một chân, cái cụm đầu tiên này nè, cái chân móc kế bên này các bạn giống thẳng lên nè, các bạn giống thẳng nó lên là nó nằm ở đây nè, nó nằm ở cái chân móc này, thì các bạn sẽ chụm cái chân móc này và chân móc này lại cho mình, lại thành một chân. Các bạn quấn lên, đâm kim vào cái chân móc này, kéo len qua hai vòng, sau đó là quấn len tiếp tục, đâm kim vào cái chân móc kế bên, kéo len qua hai vòng, còn ba vòng kéo lên hết luôn. Chúng ta đã giảm lại còn một mũi nè các bạn, đây còn một mũi trên này, hai chân móc còn một chân ha. Rồi ở đây các bạn cũng sẽ làm một mũi móc kép ở cái chân móc kế bên. Mình sẽ gọi đây là một cụm nha các bạn. Hai cái chân mũi chụm lại thành một chân và một chân mũi móc kép là một cụm. Vậy thì ở đây có 7 cụm như thế này thì ở trên đây cũng sẽ giảm 7 cụm như thế này. Ở đây chúng ta đã giảm được một cụm rồi ha. Bây giờ tiếp tục chúng ta lại giảm tiếp nè các bạn. Quấn len, đâm kim, kéo len qua hai vòng, sau đó quấn len, đâm kim, kéo len qua hai vòng, được ba vòng kéo hết luôn và kế bên nó sẽ là một mũi móc kép. Chúng ta đã giảm được hai cụm rồi đúng không các bạn? Nè, cụm thứ nhất, cụm thứ hai. Bây giờ sẽ làm thêm 7 cụm,
sẽ làm thêm 5 cụm nữa. Bây giờ tới là giảm rồi nè, giảm mũi, sau đó kế cái mũi giảm là một mũi nửa kép, tiếp tục giảm mũi và kế bên một mũi nửa kép, giảm mũi, kế bên một mũi, một mũi móc kép, giảm mũi, và một mũi móc kép. Ở đây chúng ta đã tạo được bao nhiêu rồi? 1 nè, 2, 3, 4, 5, 6, 6 cụm giảm mũi rồi đó các bạn. Cụm cuối cùng nè các bạn, mình có nhầm mũi móc kép với mũi kép đơn đó, mũi nửa kép á, các bạn thông cảm cho mình nha. Sao tự nhiên cái nhớ cái mũi nửa kép trong đầu thì không biết. Rồi, bây giờ chúng ta đã chụm được 7 cái cụm này. Và cái phần mũi dày nè các bạn, các bạn thấy là nó sẽ bo lại rồi nè. Nó đã bo lại rồi ha. Rồi bây giờ chúng ta, sau khi mà chúng ta đã giảm xong thì mỗi cái chân móc còn lại thì chúng ta sẽ móc mỗi chân là mỗi mũi móc kép. Mỗi chân móc là mỗi mũi móc kép cho tới cuối hàng. Rồi các bạn móc đến cuối hàng nha. Khi các bạn móc đến cuối hàng thì chúng ta cũng sẽ trượt mũi vào cái chân móc đầu tiên, không móc vào cái chân móc mũi dời này nha các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ lên hai móc xích. Chúng ta đâm kim vào cái chân móc đầu tiên này, móc một mũi móc kép. Chân thứ hai cũng tương tự, các bạn sẽ làm những cái mũi móc kép đến cái chân mũi chụm, đến kế bên cái chân mũi chụm đầu tiên này nha các bạn. Đây các bạn thấy nè, cái cụm mà mình giảm mũi đầu tiên ở cái hàng thứ hai là cái cụm này đúng không các bạn? Nè, hai chân móc cùng một chân và kế bên nó là một mũi móc kép. Bây giờ chúng ta sẽ chụm lại hai cái chân móc này lại thành một chân nha. Quấn len, đâm kim, kéo len qua, kéo len hai vòng, quấn len, đâm kim, kéo len qua chân kế tiếp, kéo len qua hai vòng và kéo len qua ba vòng còn lại. Ở đây chân kế bên chúng ta sẽ không móc một mũi móc kép nữa, mà chúng ta sẽ chụm hai cái chân này lại thành một chân luôn. Tức là chúng ta đã giảm 7 cụm. Ở hàng thứ hai chúng ta cũng sẽ giảm 7 cụm tiếp tục, chụm những cái cụm này lại. Rồi hai cái chân móc kế bên này các bạn cũng sẽ chụm cho mình lại thành một chân. Tiếp theo các bạn chụm lần lượt cho tới hết 7 cụm nha các bạn. Các bạn cứ chụm thoải mái ở cái chỗ này, các bạn sẽ không có cần sợ là nó sẽ không có tạo form. Các bạn cứ giữ cái này nè. Nè, mình hướng dẫn cho các bạn, nếu mà các bạn người mới móc á, các bạn sẽ khó ở chỗ này, thì các bạn cứ giữ len như gì nè, nó cầm như gì cho mình nè, cầm chắc lên ha. Rồi các bạn sẽ kéo len, tiếp tục là kéo len, rồi cứ chắc như vậy cho mình nha, đừng có nương tay. Một lát nữa chúng ta sẽ chỉnh cái form nó lại. Rồi còn hai chân móc cuối cùng nè các bạn, các bạn cứ giữ cái len nó thoải mái nhất, rồi các bạn sẽ tạo nó. Đây, chúng ta đã chụm được 1 nè, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Những cái chân móc còn lại các bạn sẽ móc mỗi chân móc là một mũi kép đơn cho tới cuối hàng. Cuối hàng ta cũng sẽ trượt mũi vào cái chân móc đầu tiên này, tạo một mũi dời.
lên cái hàng thứ tư của cái phần thân, móc lên một móc xích, đâm kim vào cái chân móc đầu tiên, móc cho mình một mũi móc đơn, chân thứ hai một mũi móc đơn, chân thứ ba một mũi móc đơn, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, thứ tám. Đối với tất cả cái size luôn á các bạn, thì các bạn cũng sẽ làm theo cái công thức này cho mình nha. Hồi nãy á, khi mà mình nói là hai cái chân móc này cùng một chân nè, đầu tiên nè, kế bên nó là một mũi kép giống thẳng lên, thì chúng ta đã giảm cái cụm này rồi. Khi mà chúng ta làm xong cái hàng thứ hai á, là chúng ta đã có 7 cái cụm để mà chúng ta giảm mũi ở cái hàng thứ ba. Nó sẽ giống nhau hết cái phần này nha các bạn. Và đối với cái hàng thứ tư này, trên phần thân nó cũng sẽ giống nhau. Các bạn sẽ để ý là cái chân mũi cụm đầu tiên này nè, các bạn chừa ra 3 chân móc cho mình. 1, 2, 3, 3 chân móc nè. Cái chân kế bên này nè, cái chân đầu tiên này, các bạn sẽ móc một mũi nửa kép cho mình. Chân thứ hai các bạn sẽ chụm cho mình, và chân thứ ba chụm lại thành một chân ha. Ba cái chân móc này nè, ba cái chân móc này, đầu tiên là các bạn sẽ tạo một mũi nửa kép, sau đó còn hai cái chân móc này các bạn sẽ chụm cho nó lại thành một chân. Rồi bây giờ tiếp tục chúng ta sẽ chụm hai cái chân móc này nè lại thành một chân. Đối với bất kỳ size nào chúng ta cũng sẽ làm như thế này nha các bạn. Đó. Chỉ có chiều dài chúng ta là khác nhau. Rồi tiếp tục chụm hai chân móc này lại thành một chân. Tiếp tục chụm hai chân móc này lại thành một chân. Các bạn cứ bẻ phơm thoải mái nha. Lát nữa chúng ta sẽ viền nó lại, chúng ta sẽ tạo hình nó lại. Đó, bây giờ chúng ta sẽ tạo tiếp như thế này. Rồi, chúng ta đã chụm được 1, 2, 3, 4, 5, 5 chân như thế này. Thì cái chân kế bên này các bạn sẽ giảm size xuống cho mình, giống như bên kia, sẽ móc một mũi nửa kép để giảm phần size, móc một mũi móc đơn ở chân kế bên, và là những mũi móc đơn cho tới cuối hàng. Những mũi móc đơn đến cuối hàng nha các bạn. Khi các bạn móc đến cuối hàng thì các bạn cũng chuột mũi cho mình vào cái chân móc đầu tiên này. Và mình lưu ý với các bạn nè, thì ở cái này nè là cái size nhỏ các bạn. Nếu mà các bạn móc cái size mà khoảng 12 á, 11.5, 12, 12.5, 13 thì lên cái hàng thứ 3, thứ 4 này nè, thì các bạn móc hoặc là mũi nửa kép cho mình, hoặc là mũi kép đơn cho mình luôn ha. Cho nó lên cái phần này luôn nha các bạn. Đây nè, lên tới cái phần này luôn. Tại vì mình không có làm cái dây quai ở phía sau, thì các bạn có thể là làm cái hàng này là những cái mũi kép luôn nha. Và tới đây thì các bạn cũng vẫn là mũi kép, chứ không có cần mũi nửa kép gì hết á. Tại vì ở đây mình làm mũi móc đơn, cho nên là mình sẽ tăng dần nè, mũi móc đơn rồi mũi nửa kép rồi tới mũi kép á. Cho nên là các bạn nếu mà cái size lớn hơn thì các bạn có thể là làm cái hàng thứ tư này nè là cái mũi kép luôn nha. Đến đây á, thì cái size này đến đây thì mình sẽ móc lên một móc xích nè, cắt len luôn nè các bạn. Rồi bây giờ là mình chỉnh nó lại, chúng ta sẽ được một cái form dài như thế này. Với cái form dài này thì chúng ta tạo được rất là nhiều kiểu. Thì các bạn có thể là coi trong cái mục video của mình á, mình có hướng dẫn với cái mẫu form dài này nè. Mình tạo nhiều kiểu, như là kiểu con vật nè, kiểu hoa, kiểu nơ ha các bạn. Bây giờ các bạn chuẩn bị cho mình cái phần viền này nha, chuẩn bị màu đỏ cho mình nha các bạn. Ở phần viền này chúng ta có thể là đâm kim vào chân móc bất kỳ, nhưng mà mình sẽ đâm kim vào chỗ này luôn, để một lát nữa mình giấu len thì nó sẽ chung một chỗ luôn nha các bạn. Các bạn kéo cái len đỏ qua. Rồi bây giờ đâm kim vào cái chân móc này, kéo len qua, tạo cho mình một mũi dời. Bây giờ chúng ta làm toàn bộ cái hàng này là những mũi dời. Các bạn có thể làm cái hàng này nè ở cái size
này, hoặc là cái size nhỏ hơn cũng được nữa, hoặc là cái size 11 luôn. Thì cái hàng này các bạn có thể là thêm một hàng mũi móc đơn toàn bộ. Nếu các bạn không thích viền này thì các bạn có thể là móc nguyên một hàng mũi móc đơn màu đỏ nha. Mấy cái mình nói là mình đã làm rồi hết rồi đó, mình sẽ gợi ý cho các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ dùng mũi dời này nè để viền lại cái phần này đến cuối hàng nha các bạn. Khi chúng ta viền đến cái mũi đầu tiên nè, các bạn cũng sẽ đâm kim vào cái chân móc đó đó. Các bạn tạo cho mình một mũi, các bạn kéo len lên luôn nha. Và chúng ta sẽ cắt len. Rồi các bạn sẽ cố định nó lại đi. Rồi dùng cái đầu kim nhỏ, các bạn sẽ đưa cái cọng len này vô phía trong. Rồi, một lát nữa chúng ta sẽ giấu len này ha các bạn. Giấu luôn cái phần này vô trong đây. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tạo cái dây quai này. Cái dây quai này á thì tùy từng size nha các bạn. Ví dụ như size 8.5, size 9, size 9.5, size 10 á, các bạn có thể là làm 14 móc xích thôi. Cái này là mình làm 16 nè, cho nó thoải mái nè. Còn cái size lớn hơn á, các bạn cũng có thể làm 16 thôi cũng được nữa, 16, 17 gì đó. Rồi, bây giờ các bạn chuẩn bị len đỏ cho mình. Tạo cho mình một nút thắt. Sau đó các bạn móc lên 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Các bạn sẽ móc 16 móc xích. Các bạn móc lên cho mình 2 móc xích nữa. Đâm kim vào cái chân móc thứ 16 á các bạn. Móc cho mình một mũi móc kép và làm từng chân móc là những mũi móc kép. Đến cuối hàng. Rồi các bạn sẽ móc đến cuối hàng nha. Nhớ nẹp cái sợi len thừa này vào trong mũi móc luôn nha các bạn. Các bạn móc lên một móc xích cho mình. Rồi các bạn kéo và cắt len. Đoạn len thừa này mình đã giấu vào trong mũi móc luôn rồi nè các bạn. Một lát nữa, cái này á, mình làm cái đôi bên phải rồi nè. Đưa, một lát nữa mình sẽ may nó vô bên đây ha. Bên trái lại nha các bạn. Đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm hai cái lỗ tai. Các bạn tạo cho mình vòng tròn ma thuật nha. Đó. Đâm kim qua vòng tròn, kéo len qua, móc lên một móc xích. Ta đâm kim vào vòng tròn này, móc 8 mũi móc đơn. 1 2 3 4 5 6 7 8. Sau đó rút cái vòng tròn này lại. Trượt mũi vào cái chân móc đầu tiên này. Sau đó các bạn rút nó lại một lần nữa. Các bạn lên cho mình một móc xích. Đâm kim vào cái chân móc thứ hai á các bạn. Móc cho mình một mũi móc đơn. Chân thứ ba, một mũi móc đơn. Chân thứ tư, một mũi móc đơn. Chân thứ năm, một mũi móc đơn. Chân thứ 6, một mũi móc đơn. Chân thứ 7, một mũi móc đơn. Rồi, sau đó các bạn sẽ bắt đầu trượt mũi vào cái chân móc đầu tiên này nè. Đó. Rồi móc lên một móc xích. Các bạn cắt len. Kéo nó lại. Rồi, bây giờ chúng ta đã được một cái lỗ tai đầu tiên như thế này nè các bạn. Đó, một cái lỗ tai đầu tiên. Đơn giản ha các bạn. Rồi các bạn sẽ làm cái lỗ tai tương tự như cái lỗ tai này. 8 mũi móc đơn, sau đó lên hàng thứ hai là 7 mũi móc đơn.
Rồi các bạn sẽ tạo cái lỗ tai thứ hai cho mình nha. Mình đã tạo xong cái lỗ tai thứ hai rồi nè các bạn, và mình cũng đã giấu len rồi nè. Để một lát nữa mình sẽ trang trí thôi. Và phần cái quai này nè mình cũng đã làm xong. Ở đây á thì mình cũng đã giấu cái phần len thừa nè. Len màu đỏ mình quấn vô cái len màu đỏ, màu trắng thì mình đưa vòng màu trắng á, thì nó sẽ như vậy, nó sẽ không bị lộ len ha các bạn. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tạo mắt nha, hai cái mắt với hai cái gâu này nè. Ở đây thì các bạn sẽ thấy cái chân móc này nè, cái chân móc này chúng ta sẽ đưa kim vào lần từ dưới lên. Rồi như thế nha các bạn. Và chúng ta sẽ đâm kim vào lại. Sau đó là chúng ta đưa nó xuống đây, đưa nó xuống phía dưới này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tạo từ từ này. Làm sao mà chúng ta sẽ lắp cái khoảng này lại. Mình mai lên, khâu lên, khâu xuống, làm sao mà cho nó là thành cái hình con mắt là xong. Đưa qua đây nè các bạn. Rồi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cẩn thận là nó sẽ ở phía này nó sẽ dính len nha các bạn. Nè các bạn lại đâm kim xuống chỗ này. Bây giờ mình sao mà mình lắp cái lỗ trống này lại nè, lắp màu trắng nó thành màu đen là xong một con mắt. Tiếp tục ta di chuyển len đen qua bên kia, mình tạo cái con mắt thứ hai đó. Trong cái quá trình tạo á, thì bạn có thể là cố định nó lại như thế này. Rồi bây giờ mình làm một cái nữa. Nhớ là G ở phía dưới này nó có bị dính len không nha các bạn. Rồi giờ nè, lòn qua đây nha, đâm kim xuống. Chúng ta sẽ làm một lượt nữa nha các bạn. Đâm kim từ dưới lên chỗ này đi. Và chúng ta sẽ xỏ cái len qua đây. Rồi ở đây chúng ta đã làm được một con mắt rồi nè. Xong các bạn lại đâm kim qua đây, để cái len này lên nè. Sau đó là đâm kim sang bên hông. Rồi sang xuống này. Rồi chúng ta lại đâm kim qua đây nè, để chúng ta tạo một cái hình như thế này. Sau đó là chúng ta lại đâm kim qua đây. Rồi bây giờ chúng ta sẽ lắp đầy cái ô này. Lắp đầy màu đen. Làm một lần nữa.
Nếu các bạn không thích len này nè, các bạn có thể gắn cái con mắt giả nha. Mình gắn con mắt giả thì nó sẽ nhanh hơn. Đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm thêm một lần nữa đi. Rồi đã ổn rồi đó các bạn. Bây giờ mình sẽ tạo cái gâu của nó nha. Nè. Sẽ tạo cái gâu. Rồi chúng ta lại di chuyển lên qua bên đây, phía này. Tiếp tục tạo gâu bên đây. Rồi các bạn lại kéo len lên và tạo cho mình cái gâu còn lại. Rồi. Ở đây chúng ta sẽ một lát nữa chúng ta sẽ giấu len ở phía bên trong. Thì ở phần cái len này mình làm nè thì nó không có vướng bận gì hết á các bạn. Nó sẽ khi mà mình giấu len vô trong cái mũi móc thì nó sẽ là một cái khoảng trống trong này ha. Các bạn lấy cho mình một cái len màu đỏ đi để mình tạo cái miệng nha. Các bạn cũng đâm kim từ phía dưới lên, chùa cho mình một xíu rồi đó. Và bây giờ chúng ta sẽ đâm kim lên đây, sau đó là đâm kim qua phía bên này. Tiếp tục đâm kim. Mình cũng sẽ tạo là một cái hình dạng hình chữ nhật đứng đứng á các bạn. Cái này là đang hở miệng nè. Đưa miệng định nói cái gì nè. Giờ khâu cái miệng này lại cho nó nhỏ lại một tí ha. Các bạn có thể là dừng cái màu đỏ ở cái miệng hồi nãy cũng được nữa. Giống như là bé chuột đang nói chuyện vậy đó. Rồi, ở đây là mình sẽ cho nó như vậy đi. Rồi, một lát nữa các bạn sẽ giấu cái phần len này vào phía trong hết cho mình nha. Rồi các bạn cũng sẽ may cái này lại nè. Hồi nãy là mình làm chiếc phải rồi, thì bây giờ mình sẽ làm chiếc trái. Mình sẽ may từ đây qua, may cố định cái chỗ này. Thì cái phần may á thì các bạn cũng may chỉ bình thường đi, may chỉ trắng bình thường nha. May ở cái mép này trước, sau đó là may ngang qua, và sau đó là may cái mép này. Thì các bạn khi may các bạn sẽ may ở cái phần viền này nè, ở phía trong này nè, nó sẽ không có lộ cái chỉ trắng ra đâu nha. Phải là mình có hướng dẫn một cái clip mà may cái này cho các bạn rồi nè, cái clip dày đầu tiên luôn á. Các bạn có thể là coi cái phần may này ha. Và các bạn sẽ may cái nút bên đây để chúng ta cài vào. Rồi một lát nữa mình sẽ bắn keo. Mình bắn cái keo với chỗ này. Đây, bắn keo với chỗ này nè các bạn. Hoặc là các bạn có thể dùng kim khâu á, các bạn khâu vào cũng được nếu mà các bạn không có cái keo nến á. Đây, ở kế bên mắt nè, các bạn làm một cái ha. Rồi, ở bên đây các bạn làm cái bên đây. Rồi là chúng ta sẽ xong. Bây giờ chúng ta sẽ cùng trang trí cái phần đó nha các bạn. Cùng may cái này và cùng trang trí. Rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau khi mà chúng ta hoàn thành xong sản phẩm nha. Bây giờ mình sẽ dùng keo. Mình dán cái này lại nha các bạn.
Rồi bây giờ chúng ta đã được một phần rồi nè. Các bạn sẽ dán cái lỗ tai còn lại cho mình nha. Mình đã trang trí xong hết rồi nè các bạn. Và mình đã được một cái đôi giày chuột xinh xắn như thế này. Đây, phía mặt dưới này chúng ta có một mẫu mặt đế rất là phẳng ha. Chúng ta sẽ không có cần phải tạo cái dáng như thế nào, nó sẽ định hình như thế này luôn nè các bạn. Khi mà các bạn cho bé mang, nó sẽ ôm chân bé rất là vừa luôn. Rồi, mình chúc các bạn thành công nha. Các bạn yêu thích cái đôi giày chuột này cũng như là clip này, các bạn nhấn thích cho mình nha các bạn. Và nhớ ủng hộ mình bằng một cái lượt đăng ký. Mình chúc các bạn thành công. Khi mà các bạn làm xong sản phẩm, các bạn có thể gửi qua Zalo của mình để chúng ta cùng nhau tham khảo nha các bạn. Mình xin chào các bạn và hẹn gặp lại ở những clip sau nha. Bye bye.